Thưa quý vị, di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn là điểm đến yêu thích của nhiều du khách trong nước và quốc tế. Không chỉ là về cảnh quan thiên nhiên, mà còn là những giá trị văn hóa, lịch sử nằm bên trong di tích này. Trong đó, hệ thống ma nhai, tức văn tự khắc trình đá tại di tích, có số lượng vượt trội so với các ma nhai trên cả nước. Phản ánh một thời kỳ phồn thịnh trong mối quan hệ giao lưu văn hóa, kinh tế, xã hội giữa Việt Nam và cả nước. Đây là một trong hai bia ma nhai tại di tích nằm tại động Hoa Nghiêm đã tồn tại khoảng 400 năm. Bia còn lại nằm tại động Vân Thông. Theo thống kê có 90 văn bản ma nhai còn đọc được. Hầu hết các ma nhai này đều có lịch sử trên 100 năm. Tập trung nhiều ở động Huyền Không. Hệ thống ma nhai này gồm nhiều thể loại, từ bia ký, văn thơ cho đến hán tự cỡ lớn. Trong số các ma nhai còn lưu giữ ở nước ta hiện nay, hệ thống ma nhai tại Ngũ Hành Sơn có nội dung phong phú nhất. Thời gian qua, Ban Quản lý Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn đã thường xuyên tăng cường công tác gìn giữ ma nhai này. Hiện nay là có lực lượng bảo vệ cũng tương đối khép kín. Thứ hai nữa, cái lực lượng hướng dẫn viên cũng là thường xuyên qua lại hàng ngày hướng dẫn khách, cũng nhắc nhở rằng đây là một cái ma nhai rất là quý, cho nên là cũng yêu cầu du khách chỉ được xem chứ không được coi như là phá dỡ hay là trộm chỗ vấn đề gì khác. Đây là vấn đề rất là nghiêm túc, cho nên hàng ngày cái lực lượng bảo vệ cũng như lực lượng hướng dẫn của mình đã khép kín ở các cái hang động và tuyên truyền cho du khách cũng ý thức chấp hành vấn đề này. Cho nên cái quá trình quản lý của ma nhai này đối với Ngũ Hành Sơn hiện nay rất an toàn, rất tốt. Theo Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng, hệ thống ma nhai này giúp cho hậu thế nắm được lịch sử phát triển của vùng đất Ngũ Hành Sơn, qua đó khẳng định rằng từ nửa sau thế kỷ 15, Ngũ Hành Sơn đã trở thành trung tâm Phật giáo lớn của Đàng Trong. Và đến khoảng đầu thế kỷ 17, Ngũ Hành Sơn đã trở thành trung tâm hành hương Phật giáo nổi tiếng. Qua các ma nhai thì đã thể hiện là đã thu hút không chỉ là khách hành hương ở trong nước mà còn là một số khách hành hương ở nước ngoài, tức là có yếu tố quốc tế. Và các cái tu sĩ Phật giáo đến hành đạo ở Ngũ Hành Sơn thì không chỉ là các tu sĩ trong nước mà còn có một số tu sĩ đến từ các nước khác. Song hệ thống ma nhai tại di tích hiện đã bị phong hóa theo thời gian. Vì vậy, thời gian qua, ngành văn hóa đã triển khai các hoạt động bảo tồn hệ thống ma nhai. Dự kiến cuối tháng 11 này, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ bảo vệ hồ sơ ma nhai Ngũ Hành Sơn trước Hội đồng UNESCO tại Hàn Quốc để đề nghị công nhận ma nhai Ngũ Hành Sơn là di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việc mà chúng ta xúc tiến lập hồ sơ để trình UNESCO công nhận đây là di sản tư liệu thế giới nó rất có ý nghĩa rất quan trọng, bởi vì nó sẽ giúp chúng ta có được cái ý thức và điều kiện để mà bảo tồn, để mà xây dựng một cái hành lang pháp lý nhằm bảo vệ cái hệ thống ma nhai Ngũ Hành Sơn một cách hiệu quả hơn. Được biết, các ngành liên quan cũng sẽ tính toán phát huy giá trị của hệ thống ma nhai đã xuất lộ, đưa ma nhai này trở thành sản phẩm du lịch mới của Đà Nẵng.